Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani. Các bộ trưởng đã tập trung thảo luận về chương trình không quân chiến đấu toàn cầu liên quan đến việc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu. Lần gần nhất Anh, Nhật Bản và Italia tổ chức hội đàm các bộ trưởng quốc phòng là vào tháng 7 năm 2024. Hồi tháng 12 năm ngoái, ba nước đã ký hiệp ước thành lập một cơ quan điều phối nhằm tiến hành phát triển máy bay chiến đấu chung để ứng phó tốt hơn trước các mối đe dọa